tình và hăng say của các cô quá tuyệt vời. Let's give time to all the effort that our Vietnamese staff have given into their performance. Mỗi một nơi có một văn hóa riêng, phong tục riêng và tiếng nói riêng. Và một trong những nét đẹp của họ là một trong những bộ quần áo mà họ mặc thường ngày. Và chúng ta trong chương trình Tết năm nay, các bạn rất là may mắn được tận mắt chứng kiến gần hết đa số tất cả các bộ quần áo của dân tộc Việt Nam. Qua một buổi trình diễn thời trang của những người mẫu chưa chuyên nhưng sẽ chuyên. Xin giới thiệu thời trang dân tộc Việt Nam. Our nation has 54 ethnic groups altogether, each with its own authentic culture, traditions or languages. And you can recognize them by those characteristics, but also by their clothing. Today you're going to see these costumes dressed by our not yet to be professional models. So yeah, please enjoy the show. Thank you.
người mẫu của chúng ta đa phong cách. Nào, lùn có này, cao có, gầy có, không gầy có, già trẻ có hết. Một lời cảm ơn chân thành nhất đến với đạo diễn của chương trình. Xin quý vị hãy cho một tràng vỗ tay đặc biệt cho hai đạo diễn của chương trình ngày hôm nay là Tôn Ngộ Quyên và Emily. Woo! Okay. What an extraordinary, extraordinary fashion show with models of all kinds, short and tall, skinny and chubby, young and old. Please give another round of applause to the people who have organized this show. And what's coming up is a video that we have put together to introduce you about the Lunar New Year, or also Tet in Vietnamese. Yes, you might turn off the light. Xuân xuân ơi xuân đã về, có nơi vui nào vui hơn ngày xuân đến. Xuân xuân ơi xuân đã về, tiếng chúc giao thừa chào đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đã cho tim mình đau nhức, xuân xuân về xuân đã về, những đó lại đang chào mừng xuân sang. Nghe âm vang bao tổ chức thiên thần, đất nước tấm hoa yên ấm an vui, bao em thơ vẽ mới tươi cười, chào một mùa xuân mới, xuân xuân ơi xuân. Cho tim mình đau nhức, xuân xuân ơi xuân đã về, những đó mai vàng chào mừng xuân sang. Nghe âm vang bao tiếng chúc thiên thần. Mừng Tết đến bao tiếng nhà nhà em đẹp vàng cái đó hồng thắm tươi. Chúc mừng già xuân mưa xuân thả xa năm ngày đón Tết xa, mà kính chúc mừng sẽ gặp lên Tết sau điều nhiều hơn cách đây. Tết đến đoàn tụ của bên bếp hoàng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đã xa. Ôm trong nơi đây các phụ nữ người đi hái đồng đều xin đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa. Trong tim trong xuân lòng cùng về đây xuân về mùa. Lộc tài ở nơi phố phường vừa mới an khang mình ăn bên nhau. Mừng Tết đến bao tiếng nhà nhà khi người ta cười đón hồng thắm tươi. Chúc phù dài để xuân nhau sống thọ còn cháu xa năm ngày đón Tết xa. Mà kính chúc như sẽ gặp lên cái sau đời như là hơn cách đây. Tết đến và cười cửa em đẹp hồng và ngồi bánh trên xây trời xuân đã xa. Think about the video.
bài hát hiện đại. Và điều thú vị ở chỗ bài hát này được trình diễn bởi một chàng trai Việt Nam và một cô gái người Hàn. Lần đầu tiên tôi nghe cô ấy nói tiếng Việt, tôi tưởng chừng như cô ấy là người Việt hẳn hoi luôn. Và để không để lâu hơn nữa, các bạn hãy xem nhạc phẩm tiếp theo Bối Chưa Lắm với Giòn Di Minh và Duy Anh. Because we have a Korean girl singing with a Vietnamese boy. We were very, very, very impressed that some of us ended up thinking that she is a Vietnamese. Well, you can see for yourself. Bốn Chữ Lắm by Jimin and Duy Anh.